Vũ Động Càn Khôn Phần 7 tập 16, Long Tranh Hổ Đấu Thuyết Minh tại kênh youtube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sự im lặng bao phủ toàn bộ đỉnh núi, vô và những ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc dừng lại trên gã thanh niên vừa bước ra. Lâm Động Sư Đệ, đừng kích động. Mấy người bằng thống đều sững người, rồi vội vàng nói. Tuy trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp khiến bọn họ rất không phục hắn, nhưng Thanh Diệp thì không thể sánh được với Vương Diêm. Ngay cả ứng tiếu tiếu cũng bại trong tay hắn, Lâm Động tuy mạnh, nhưng sao có thể làm được gì hắn? Lâm Động nhìn bọn họ nhún nhún vai, hắn cũng không muốn tự nhiên lại đi đối chiến với người như Vương Diêm, nhưng cục diện lúc này hắn không thể không làm thế. Hắn không hề muốn tỏ vẻ anh hùng, chỉ là giờ hắn cũng là đệ tử đạo tông, hắn không muốn tông phái hắn có cảm tình này lại bị tổn thất khó bù đắp vì những hành động lỗ mãng của Vương Diêm, hoặc hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng thiếu nữ đáng yêu thường ngày hoạt bát, đem lại sức sống cho tháng ngày tu luyện khô khan của rất nhiều đệ tử lại có dáng vẻ buồn bã khiến người khác phải đau lòng như vậy đương nhiên hắn biết không chỉ hắn nghĩ như thế giữa đống đổ nát ứng tiếu tiếu và ứng hoan hoan cùng sững sờ nhìn lâm động ứng hoan hoan cắn môi trần trừ một chút rồi nói lâm động đừng làm bừa huynh ấy mạnh lắm giờ còn lựa chọn nào khác sao lâm động nhìn nàng cười nói ứng hoan hoan trầm mặc lúc này ứng tiếu tiếu đứng dậy nhìn lâm động rồi khẽ nói làm hết sức mình cẩn thận một chút nàng biết trong số đệ tử đạo tông hiện giờ ngoài nàng ra người duy nhất có thể tạo chút trở ngại cho vương diêm có lẽ chỉ còn lâm động người này dường như từ đầu chí cuối vẫn chưa lộ hết lược chiến đấu tuy nàng biết vương diêm hung hãn nhưng lâm động hiện giờ có lẽ là người duy nhất có thể giao tranh với hắn lâm động khẽ gật đầu thân hình khẽ động rồi đáp xuống đài đấu mắt nhìn thẳng về phía thân ảnh đeo trọng kiếm người không phải đối thủ của ta lúc này vương diêm cũng dừng bước nhưng hắn không quay lại chỉ dùng giọng khàn khàn nói dù thế nào cũng phải thử chứ phải không? Lâm động cười nói. Vương Diêm khựng lại một chút, rồi chậm chậm quay lại, nhìn chăm chăm Lâm động, ánh mắt sắc lạnh như đào tỏa ra một thứ khí tức hung sát hung tàn. Thế nhưng sắc mặt Lâm động không hề thay đổi, ngược lại nụ cười càng trở nên sắc lạnh hơn. Hắn khác với các đệ tử khác của đạo tông, đúng là Vương Diêm đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, nhưng Lâm động hắn cũng có thể coi là người bò ra từ đống người chết. Bao năm nay hắn cũng đã trải qua không ít trận huyết chiến vương diêm muốn dùng khí thế áp chế hắn thì có lẽ đã nhầm người rồi vương diêm nhìn thẳng lâm động sự lạnh lùng trên gương mặt lâm động khiến hắn có chút kinh ngạc trầm mặc một chút nói nếu ngươi đã kiên trì vậy thì tùy ngươi nhưng vẫn là câu nói ấy ta sẽ không nâng tay đâu vừa hay ta cũng vậy lâm động cười rồi hắn nhìn lên chỗ ngồi phía trên cao khi thấy hắn nhìn mấy vị điện chủ trần chân tề lôi nhìn nhau cuối cùng nhìn về ứng huyền tử ứng huyền tử nhìn chăm chăm lâm động một lát rồi dường như khẽ cười gật đầu mấy người trần chân thấy ứng huyền tử gật đầu mới thở phào rồi trần chân đứng dậy nhìn xung quanh trầm giọng nói đây sẽ là trận tỉ thí cuối cùng của điện thí người chiến thắng sẽ đạt quán quân cuối cùng đồng thời giành quyền chỉ huy các đệ tử trong cuộc so tài tông phái sắp tới nếu đã sẵn sàng thì bắt đầu đi sau khi trần chân dứt lời không khí lập tức như đông cứng lại xoẹt nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây ngay sau đó một thứ sát khí kinh người bùng phát chỉ thấy vương diêm biến thành một đạo tàn ảnh trọng kiếm nằm trong tay hắn thân kiếm nhằm thẳng cổ họng lâm động mà đâm tới vào khoảnh khắc vương diêm động thủ lâm động vốn đã đề phòng cũng phải nhao mắt chân dẫm lên mặt đất thanh quang bùng phát hai cánh tay cuồn cuộn biến thành hai long thụ uy mãnh bàn tay nắm lại một gốc cây khổng lồ màu đen hiện ra thanh quang trên cánh tay cuộn trào sức mạnh bùng phát toàn bộ lâm động cầm thân cây kia chém xuống keng trọng kiếm đánh lên thân cây kinh phong mạnh mẽ bùng nổ thanh quang trên tay lâm động nhấp nháy chống lại kinh khí đang xâm thực cơ thể ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh hẳn đi hắn bước ra thân thể quay nửa vòng chân phải tung ra binh vào khoảnh khắc chân phải tung ra thanh quang nơi chân lan tỏa biến thành long cước rồi đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung tung thẳng về phía ngực vương diêm sức mạnh của một cước này của lâm động vô cùng khủng bố thành diệp trước đó đã bị đòn này của hắn phá vỡ lớp phòng ngự thậm chí linh bảo thiên cấp cũng bị đánh trở lại về trong người lần này lâm động không hề có ý khởi động thăm dò thực lực đối thủ vừa ra tay là công kích vô cùng hung hãn vì hắn biết vương diêm là đối thủ khó nhằn bất cứ sự thăm dò nào đều vô ích năng lượng đáng sợ từ một cước của lâm động khiến không khí cũng như mặt đất vỡ tan rồi chân hắn nhanh chóng đánh thẳng lên ngực vương diêm một âm thanh trầm đục vang lên mắt vương diêm ngưng tụ hung quang hắn cũng cảm nhận được sự lợi hại từ lâm động hắn cũng không có ý coi thường người như hắn lúc nào cũng phải thận trọng nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi hắc sát quyền trọng kiếm của vương diêm chặn thân cây lâm động giáng xuống bàn tay khác nắm lại thành quyền một luồng hắc quang bùng phát trên cánh tay rồi hắn tung quyền quyền này của vương diêm cũng không có thanh thế gì lớn nhưng quyền phong mang sát ý vô cùng đậm đặc thứ sát ý ấy lạnh lẽo cực hạn ập tới như vũ bão binh hắc quyền đấm lên bàn chân phủ đầy long lân của lâm động thanh quang và hắc quang gần như đồng thời bùng nổ tựa hai con ác lang hung tàn đang điên cuồng xâm thực lẫn nhau rầm 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 nơi hai người đứng mặt đất sụt lở vô số vết nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện cả mặt đất dường như muốn sụp đổ ánh mắt lâm động lạnh băng thấy công kích hung hãn như vậy vẫn bị vương diêm chặn đứng hắn nheo mắt rồi thu lại luồng kình phong cũng vào lúc ấy chiếc long cước uy mãnh một lần nữa tung ra cùng với vô số tàn ảnh và tiếng gió rít nhanh như chớp tấn công về phía vương diêm chiếc long cước mang sức mạnh đáng sợ to dần trong mắt vương diêm công kích này của lâm động cũng khiến ánh mắt vương diêm dâng tràn sát khí tay phải hắn nắm lại rồi đột ngột tung ra xoạt 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 quyền ảnh được bao quanh bởi hắc quang đem theo sức mạnh kinh người hiện ra trước mặt vương diêm ầm ầm hai bên công kích lao vào nhau động tĩnh này kinh thiên động địa khiến cả ngọn núi như dung truyền, kình phong lan tỏa khiến mặt đất vỡ vụn. Tất cả đệ tử đều há hốc mồm nhìn ngọn núi gần như bị hủy hoại, rõ ràng bọn họ không thể ngờ trận đấu lại hung hãn đến vậy. Hai người ứng Tiếu Tiếu và ứng Hoan Hoan đã ra đến bên ngoài, nhìn cảnh tượng này, sắc mặt bọn họ cũng thay đổi. "Tỷ tỷ, Lâm Động." Ứng Hoan Hoan kéo áo ứng Tiếu Tiếu, ánh mắt có phần lo lắng, nàng biết thực lực Lâm Động không tệ, nhưng cũng không thể liều mạng như vậy với Vương Diêm. "Yên tâm, hắn biết chừng mực." hắn và vương diêm sư huynh cùng một loại người có lẽ muốn chế phục vương diêm sư huynh phải dùng thủ đoạn hơn huynh ấy mới được ứng tiếu tiếu nhìn chăm chú về vùng khói bụi mù mịt khẽ nói ứng hoan hoan mím môi cũng gật đầu nàng cũng đã thấy sự hung hãn của lâm động khi đối chiến với người khác cũng không thua kém vương diêm sư huynh mọi ánh mắt đều ngập tràn sự chấn động nhìn vùng khói bụi kia ở đó đài đấu đã sụp đổ gió khẽ thổi đám mây bụi rồi tiếng gió rít vang lên hai thân ảnh cùng bắn ngược ra sau bàn chân tiếp đất để lại một vệt dài hàng trăm mét. Soạt! Khi hai thân ảnh đó bắn ra, mọi ánh mắt cũng ngay lập tức ngưng tụ, rồi hàng loạt tiếng ồ vang lên. Vương Diêm lúc này, tóc tai trên đầu đã rũ ra, trọng kiếm trúc xuống đất, một chút máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm, trên ngực hắn có thể nhìn thấy vài dấu chân rất chói mắt. Phía đối diện, đôi long rực đã xuất hiện phía sau lưng lâm động, thân thể hắn được bao bọc bởi long lân, nhưng dù thế cánh tay hắn vẫn xuất hiện một vài vết thương dỉ máu hai người giao đấu chỉ trong chớp mắt nhưng vô cùng ác liệt thân thể ai cũng có vết thương do đối phương để lại nhìn hai người đang nhìn nhau với ánh mắt lạnh băng không ít đệ tử đến hít thở cũng chậm lại hai người ấy tựa những con sư tử hung hãn độc bá một phương khi chúng gặp nhau thì chỉ có ác chiến nhưng ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng thì có lẽ chưa ai có thể đưa ra câu trả lời vù cuồng phong nổi lên thổi hết số mây bụi bao phủ trên đỉnh núi khi đám bụi tan hết hai thân ảnh đứng hiên ngang đối mắt với nhau ánh mắt đầy hàn quang sắc bén nguyên lực thiên địa dường như bị ảnh hưởng giữa hai người hình thành nên hai nữa khác biệt rõ ràng nơi chuyển tiếp không gian tựa hồ như biến dạng lúc này Tư lâm động đã dùng thanh thiên hóa long quyết ở mức cao nhất không chỉ long lân bao phủ khắp người mà long rực cũng đã xuất hiện nhìn từ xa hắn lúc này có hình thái bán long hóa dường như còn có tiếng long ngâm vang ra từ cơ thể hắn lâm động biết rõ nếu chỉ đạo nguyên lực thì chắc chắn hắn không thể bằng với vương diêm thực lực cửu nguyên niết bàn nhưng lực chiến đấu không chỉ được hình thành từ nguyên lực hắn có một vài thủ đoạn có thể uy hiếp được vương diêm soạt lâm động nheo mắt lại hàn quang lóe lên trong mắt rồi long rực sau lưng bỗng đập mạnh long rực đập mạnh tạo kình phong thổi bay hết đất đá xung quanh lâm động cũng biến thành vô số đạo tàn ảnh bay thẳng tới vương diêm vương diêm nheo mắt nhìn vô số tàn ảnh đang lao tới với tốc độ kinh người tốc độ này của lâm động cũng khiến hắn phải kinh ngạc huỳnh lâm động gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mắt vương diêm ánh mắt hắn lạnh băng đôi tay đã biến thành long thủ cầm lấy thân cây màu đen nhấc lên thật cao rồi giáng xuống bùm thân cây còn chưa hạ xuống tới nơi mà mặt đất đã bị sức mạnh tỏa ra từ nó gây chấn động đến nổ tung keng thân cây cùng với sức mạnh khủng khiếp giáng xuống nhưng khi nó sắp tới mục tiêu thì một thanh trọng kiếm được bọc bởi nguyên lực hùng hồn vung lên thanh kiếm của vương diêm vừa hai điểm đúng nơi sức mạnh phân tán nhất trên thân cây tuy lực lượng không bằng của lâm động nhưng nguyên lực vô cùng hùng hồn một kiếm này tung ra đã chặn đứng được thân cây cùng với năng lượng đáng sợ nhãn lực và thực lực này khiến người ta phải kinh hãi công kích bị chặn đứng nhưng lâm động không hề thấy bất ngờ ánh sáng xám nhanh chóng tụ lại trên trán hắn rồi hoang vu yêu nhãn xuất hiện một chùm sáng màu xám đầy khí tức hung sát xoẹt một tiếng bắn thẳng về phía của họng vương diêm hừ vương diêm hừ lạnh một tiếng hai ngón tay cong lại biến thành kiếm quyết nhanh như chớp điểm lên chùm sáng xám kiếm khí mạnh mẽ bùng phát, đánh tan chùm sáng. Đánh tan được chùm sáng xám đó, Phương Diêm tiến lên một bước, trọng kiếm trong tay biến thành cơn bão màu đen, kiếm quang sắc lạnh mà cuồng bạo phản công về phía lâm động như vũ bão. Đối mặt với công kích đó, đôi long rực sau lưng lâm động đập một cái là hắn bay lên không trung, đôi cánh ấy đập liên hồi đánh bật lại các đường kiếm quang, rồi năm ngón tay lâm động đưa ra, vùng hư không sau lưng lại sụp đổ, trong hư vô, một đạo thân ảnh viễn cổ chậm chậm bước ra đại hoang nhân thiên thủ lâm động nhanh chóng đưa tay ra một bàn tay nhằm hướng vương diêm mà đánh xuống huynh sau cú đánh đó của lâm động quang ảnh từ hư vô cũng đánh theo lập tức một đạo trưởng ấn xa xưa khổng lồ xuất hiện trong không trung rồi lao xuống vương diêm đồng thời lâm động không hề có ý định dừng lại nơi hoang vu yêu nhãn trước chán hắn ánh sáng xám bùng phát rồi gọi linh hồn hoang thú ra vút linh hồn hoang thú xuất hiện con mắt duy nhất trên chán nhanh chóng mở ra rồi bỗng một chùm sáng xám gần như có thể xuyên thủng đất trời phút một tiếng lao ra uy huynh! trên bầu trời nguyên lực sôi sục cự trưởng và quang trụ đồng thời lao xuống mục tiêu nhằm thẳng vương diêm công kích này khiến ra đầu người ta cũng phải tê dại vương diêm ngẩng lên nhìn công kích đáng sợ đó ánh mắt ngưng trọng thanh trọng kiếm cắm xuống đất rồi thủ ấn biến hóa nhanh chóng vô số luồng năng lượng kinh người bùng ra từ cơ thể thiên hoàng kinh thiên hoàng trung nguyên lực thiên địa dường như điên cuồng tụ lại quanh người vương diêm rồi tập hợp với nguyên lực dồi dào trong cơ thể hắn hóa thành chiếc chuông cổ khổng lồ khi chiếc chuông cổ vừa hình thành cự trưởng và quang trụ cuối cùng đem theo sức mạnh khủng khiếp lao tới một chiếc một sao đâm sầm lên chiếc chuông lập tức vang lên tiếng chuông ngân khắp không trung đỉnh núi vốn đã đổ nát một lần nữa bị hủy hoại những tảng đá khổng lồ bị nứt từ trước bị làn sóng xung kích chấn vỡ thành vụn xác sắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi giao đấu sau khi phải chịu đòn oanh kích đáng sợ trên bề mặt chiếc chuông cổ xuất hiện vô số vết dạn cuối cùng bù một tiếng nổ tung phù lâm động thở ra một hơi sau khi nhìn chiếc chuông cổ nổ tung nhìn thấy thân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt hắn không kìm được nhếch mép lên vương diêm quả nhiên khó đối phó công kích của hắn nếu là thanh diệp có lẽ đã bị đánh bay rồi nhưng vương diêm thì vẫn vững như núi phía dưới vẻ mặt vương diêm bình tĩnh như nước bàn tay cầm thanh trọng kiếm khẽ run lên lâm động cảm thấy hắn khó đối phó trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc về công kích hung hãn của lâm động trận đấu với lâm động hắn đã tiêu hao sức lực nhiều hơn cả với ứng tiếu tiếu sau công kích kinh hoàng hai người bỗng rơi vào trầm lặng tạm thời nhất thời không ai triển khai công kích nữa bọn họ tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi ứng tiếu tiếu nhìn hai người ánh mắt hơi dao động rồi khẽ nói hôm nay bọn họ cũng đã đánh nhiều trận rồi ứng hoan hoan gật đầu vương diêm sư huynh là cường giả cửu nguyên niết bàn nguyên lực vô cùng dồi dào chống cự được đến lúc này không có gì lạ nhưng còn lâm động cũng vậy hơn nữa vũ kỹ hắn vừa thi triển thật khiến người ta thấy kinh ngạc hắn không phải người bình thường bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ứng hoan hoan cười nhẹ rồi cảm thấy ứng tiếu tiếu nhìn mình mặt đỏ lên vội vàng chuyển chủ đề tỉ tỉ rốt cuộc ai có khả năng thắng ứng tiếu tiếu nhíu mày rồi lắc đầu khó nói lắm tuy công kích của lâm động khá mạnh nhưng chắc chắn vương diêm sư huynh có tuyệt chiêu của huynh ấy nhưng đại hoang vu kinh của lâm động vẫn chưa dùng đến hắn lúc nào cũng giấu rất nhiều thủ đoạn ứng hoan hoan nói đúng thế chúng ta đều đã coi thường hắn rồi vì thế trận này ai thắng vẫn chưa biết được ứng tiếu tiếu thở dài thế nhưng ngay khi vừa dứt lời ánh mắt nàng ngưng tụ lập tức nhìn về hướng vương diêm lúc này hắn bỗng ngồi khoanh chân trọng kiếm cắm trên mặt đất rồi hai tay biến ra ấn pháp quỷ dị phụt vương diêm phun ra một ngụm máu tươi và ấn pháp lập tức khí tức quỷ dị lan tỏa khắp cơ thể hắn có lẽ vương diêm sư huynh cũng không muốn kéo dài hơn nữa nhìn hành động kỳ quái của vương diêm ứng tiếu tiếu hít sâu một hơi bàn tay nắm chặt lại xem ra vương diêm cũng đã dùng đến thủ đoạn hắn vẫn cất giấu không biết lần này liệu lâm động có thể chống đỡ được không nếu không thì cuộc tỉ thí chắc cũng kết thúc tại đây Uy huynh! khí tức quỷ dị lan tỏa từ cơ thể vương diêm rồi một đám mây đen cũng bùng nổ như vũ bão Đám mây đen rất nhanh chóng bao phủ khắp bầu trời, mơ hồ có một thứ khí tức hung sát tỏa ra từ trong đó. Tất cả mọi người trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó đầy chấn kinh, rồi thầm hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp trong chiêu thức này của Vương Diêm, xem ra hắn đã bắt đầu dùng đến những thủ đoạn mạnh nhất rồi. Lâm Động lơ lửng trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt từ đám mây đen kia, hắn chậm chậm đáp xuống đất chỗ cách Vương Diêm khá xa, vừa chạm đất Hoang vu yêu nhãn nơi chán bỗng bắn ra một chùm sáng xám về phía vương diêm phụt chùm sáng bắn ra nhanh như chớp nhưng khi còn cách vương diêm khoảng mười trượng thì bỗng bụp một tiếng tan biến dường như quanh người vương diêm có lớp lá chán vô hình vậy vương diêm nhìn chằm chằm lâm động đầy lạnh lùng trong mắt hắn đầy tia máu thủ ấn đang biến hóa bỗng dừng lại giọng nói khàn khàn vang lên chiêu này của ta đã từng giết chết ba gã cường giả bát nguyên niết bàn đỉnh phong và một cường giả cửu nguyên nhất bàn bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội rút lui đấy vương diêm vừa dứt lời thì cả đỉnh núi vang lên nhưng tiếng hít khí lạnh chiến tích như thế kia thật sự khiến người ta kinh hãi xem ra vương diêm xếp hạng hai trong tông phái thông tập bảng đúng là bản lĩnh rất cao cường lâm động thở hát ra rồi mỉm cười thân cây trong tay cắm xuống đất hai tay nhanh chóng kết ấn vương diêm sư huynh mời thấy vậy vương diêm hơi cụp mắt không nói thêm bất cứ lời nào thủ ấn thay đổi hắc quang bao phủ khắp bầu trời bỗng nhanh chóng tụ lại rồi biến thành một đạo hắc ảnh khổng lồ trong đó là tỏa ra một luồng khí tức hung sát khiến nhiệt độ không khí tụt mạnh đây là mấy người trần chân điện chủ bốn điện đều tập trung nhìn vào hắc ảnh khổng lồ đang hình thành trên đỉnh đầu vương diêm vũ kỹ thật mạnh xem ra mấy năm nay vương diêm cũng có được kỳ ngộ sức mạnh của vũ kỹ này có thể sánh ngang với thiên hoàng kinh rồi điện chủ thiên điện tề lôi trầm giọng nói mấy người trần chân gật đầu rồi ánh mắt đầy lo lắng đến bọn họ cũng phải bất ngờ về sức mạnh của vương diêm không biết lâm động có kiên trì được không có lẽ vương diêm đã tu luyện hắc ma giám người sáng tạo ra nó cũng là một cường giả từ thời viễn cổ tên là hắc ma lão nhân ứng huyền tử ngồi ở giữa chợt lên tiếng hắc ma lão nhân nghe thấy cái tên ấy sắc mặt mấy người trần chân đều biến đổi đổi rõ ràng bọn họ cũng biết đến cường giả khá nổi danh thời viễn cổ này không ngờ vương diêm lại có được vũ kỹ truyền thừa của người ấy huynh huỳnh! hắc ảnh khổng lồ tượng một cỗ ma thể xuất hiện phía trên vương diêm tuy nhìn không rõ dung mạo nhưng âm khí như vượt không gian thời gian thì vô cùng khủng bố phù vương diêm thở ra một đám khí đen sắc mặt hắn lúc này đã tái đi một phần thiết nghĩ loại vũ kỹ này cũng tiêu hao của hắn không ít sức lực hắn hơi ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ quạch nhìn vô cùng đáng sợ rồi hắn kết thủ ấn giọng nói khàn đặc vang lên khắp đỉnh núi hắc ma giám hắc ma hàng lâm huynh hắc quang điên cuồng chảy vào hắc ảnh khổng lồ rồi trên gương mặt của hắc ảnh hiện ra một đôi huyết nhãn ngay lập tức một luồng sát khí lạnh lão bùng phát xung quanh rất nhiều người đều cảm nhận được nguyên khí trong người mình bỗng chốc chuyển động chậm lại tất cả đều thấy kinh hãi công kích của vương diêm chưa thi triển mà đã hung mãnh như vậy đôi mắt vương diêm lúc này tràn ngập sự khát máu hắn giơ bàn tay ra hướng về phía lâm động rồi bỗng nắm chặt lại rắc vào khoảnh khắc ấy nguyên lực trong thiên địa dường như bị hắn bóp vụn Đôi huyết nhãn của Hắc Ảnh khống lồ khóa chặt lấy Lâm Động, nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ, tạo thành một tấm chắn phong tỏa đường lui của Lâm Động. Phong tỏa xong đường lui, Hắc Ảnh bước ra một bước, rồi một trường đập xuống. Uỳnh uỳnh. Trước đòn trường của Vương Diêm, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, mặt đất vỡ ra, ngay sau đó, một khe nứt lớn gần trăm trượng hiện lên trên mặt đất, rồi nhanh chóng lan về phía Lâm Động. Một trường này thật sự có sức mạnh đập tan núi. Tất cả đệ tử đều nín thở vì thanh thế đáng sợ ấy ứng tiếu tiếu ở cách đó khá xa, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Nàng thiếu nữ bên cạnh cũng tái mặt đi. Trường này dù là cường giả cửu nguyên nhất, bàn e là cũng không dám tiếp chiêu. Sức mạnh thật đáng sợ. Lâm động ngẩng lên nhìn trường ấn khổng lồ đang ập tới, hắn có thể cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ đó. Hắn biết rằng nếu bị trường này đánh trúng thì ít nhất cũng bị trọng thương. Đường lui bị chặn mất rồi. Lâm động nhìn xung quanh, tấm lá chắn vô hình kia đã khiến Lâm động không thể làm gì được nếu vậy thì chỉ còn cách liều thôi lâm động lẩm bẩm ánh mắt lạnh tanh đầy cương quyết sau đó bàn tay hắn nắm lại một tiêm máu chảy ra rồi nhanh chóng biến thành một đạo phù văn huyền ảo nơi lòng bàn tay hắn bùm phù văn huyết sắc xuất hiện bàn tay lâm động đập mạnh xuống mặt đất một làn sóng năng lượng kỳ lạ lấy hắn là trung tâm lan tỏa ra khắp mặt đất cùng với sự lan tỏa đó mọi người có thể thấy rõ ràng đỉnh núi vốn um tùm bỗng khô héo với tốc độ chóng mặt cả mặt đất cũng trở nên rạn nứt sắc sắc chỉ trong chớp mắt cả đỉnh núi trở nên héo úa khô khốc dường như bị hút hết sức sống vậy đây là mọi ánh mắt đều chấn kinh nhìn đỉnh núi bỗng chốc hoang tàn rồi sự kích động nhanh chóng bao phủ đây là đại hoang vu kinh đại hoang vu kinh mà thi triển ra cả vạn dặm đều sẽ trở nên hoang vu tuy lâm động hiện giờ chưa thể đạt tới mức độ kinh khủng đó nhưng vẫn có thể biến cả đỉnh núi thành hoang địa cuối cùng cũng thi triển rồi sao hai người trần chân và ngộ đạo thấy thế dù bình tĩnh thế nào thì trong mắt cũng không khỏi hiện lên sự kích động một trăm năm rồi cuối cùng bọn họ cũng đã được thấy lại thứ vũ kỹ lớn mạnh nhất đạo tông này không hổ là đại hoang vu kinh tề lôi tán thường hắn có thể cảm nhận được bên dưới mặt đất có một luồng năng lượng hùng hồn đang chuyển động mà điểm đến của chúng chính là thân ảnh gầy gò kia hắn đã hút hết năng lượng của mọi sinh vật ngoài con người của khu vực này về phía mình đó chính là điểm khủng bố của đại hoang vu kinh năng lượng màu vàng sẫm như ngọn lửa bùng cháy từ lòng đất cuối cùng bao phủ quanh người lâm động sức mạnh tỏa ra từ hắn khiến ứng tiếu tiếu cũng phải chấn kinh. Là đại hoang vu kinh sao? Phương Diêm ở phía xa cũng phải nheo mắt lại, rồi hắn hít sâu một hơi, kìm nén sự chấn động. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao lâm động lại có dũng khí chống đối hắn, thì ra hắn đã tham ngộ thành công đại hoang vu kinh. Trận đấu này đúng là thú vị. Ao ao. Năng lượng màu vàng sẫm như ngọn hỏa diệm bùng cháy từ lòng đất, chiếm cứ nửa bầu trời còn lại, sức mạnh ấy dường như đốt cháy cả đất trời trung tâm ngọn hỏa diệm là một thân ảnh gầy gò đôi mắt sáng và sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào vương diêm với ma ảnh trên đỉnh đầu đây là lần đầu tiên lâm động thi triển đại hoang vu kinh hắn có thể cảm nhận được năng lượng của cả khu vực xung quanh đều tập trung lại trên người mình hơn nữa hắn có thể điều khiển được chúng đó là thứ sức mạnh lớn lao hắn chưa từng có lúc này cuối cùng lâm động cũng hiểu tại sao đại hoang vu kinh là vũ kỹ mạnh nhất đạo tông nó gần như chiếm đoạt mọi nguồn năng lượng xung quanh một cách bá đạo cung cấp cho người sử dụng nó Nhìn từ góc độ nào đó mà nói thì khá giống với lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù, chỉ có điều năng lượng đại hoang vu kinh có được sẽ bùng phát trong một thời gian rất ngắn, hình thành đòn công kích khủng khiếp, còn thôn phệ tổ phù thì sẽ tiêu hóa năng lượng dần dần để biến thành sức mạnh của chủ nhân. Hai thứ này, một dùng ở hiện tại, một dùng cho lâu dài, tính chất không giống nhau. Sức mạnh thật cường hãn. Lâm động giơ tay ra khẽ nắm lại, gương mặt hiện lên nụ cười hiển nhiên hắn rất hài lòng về mức độ cường hãn của đại hoàng vu kinh uy nguyên cự trưởng màu đen che lấp bầu trời cùng với áp lực khủng khiếp ập xuống mặt đất vốn đã nứt vỡ lúc này sụt xuống thành một cái hố lớn phù lâm động hít sâu một hơi đôi mắt vốn đã sáng lúc này càng trở nên trói lòa hai tay hắn nắm chặt thân cây dơ lên cao rồi giáng xuống cùng với cú giáng đó năng lượng màu vàng sẫm bỗng ào tới như vũ bão rồi trước vô số những ánh mắt chấn kinh phủ lên thân cây rồi biến thành một cái đuôi ánh sáng hoa lệ. Đại hoang vu kinh, đại hoang chảm. Giọng nói trầm khàn vang lên. Vút. Giọng nói ấy vừa dứt thì gần như ngay lập tức, một đạo ánh sáng hình vòng cung sáng chói lớn hàng trăm trượng bay ra. Ầm ầm ầm. Luồng sáng này vừa bắn ra, một thung lũng hàng trăm trượng hình thành, cuối cùng lan rộng ra đến viền đỉnh núi, dường như sắp chặt đôi cả ngọn núi ra vậy. Tốc độ luồng sáng vô cùng kinh người, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe qua mắt, rồi khi nhìn lại, thì nó đã chém lên cự trưởng màu đen kia. Phụt phụt. Cú va chạm kinh người đó lại không hề tạo ra những tiếng nổ lớn, hai công kích với năng lượng đáng sợ này vào khoảnh khắc tiếp xúc đã như nước với lửa, điên cuồng xâm thực muốn tiêu diệt đối phương. Ao ao. Những đợt sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa điên cuồng trên không trung, phần không gian tiếp nối đã có dấu hiệu biến dạng. Mọi người đều dương mắt nhìn hai công kích đang xâm thực lẫn nhau, đồng tử của bọn họ bỗng thu nhỏ lại cuối cùng hai đạo năng lượng đó mất khống chế rồi bùng nổ. Giống như trận gió cắt nổi lên, không một ai có thể tránh được. Những đệ tử đứng gần đó còn bị chấn động đến hộc máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi. Chỉ là năng lượng dư thừa ra cũng khiến bọn họ không thể kháng cự, thật không biết ở trung tâm kia sẽ khủng khiếp đến mức nào. Sóng công kích hai màu vàng đen tỏa ra theo hình tròn, rồi tất cả nhìn thấu. Khi sóng xung kích tràn lên hai thân ảnh kia, cả hai đều như bị trúng trọng kích, thân thể bắn ngược ra sau phụt cả hai đều hộc máu tươi rõ ràng đã bị thương thế không nhẹ ứng hoan hoan nhìn hai người lưỡng bại câu thương không kìm được đưa tay bịt miệng ánh mắt đầy lo lắng lâm động và vương diêm đều là những người hung hãn một khi giao đấu thật khiến người ta sợ hãi công kích vừa rồi bất luận ai bị nắm sơ hở thì ít nhất cũng bị trọng thương phập thân cây trong tay lâm động cắm xuống đất tạo nên trên mặt đất một vệt sâu dài vài trăm mét đôi long rực phía sau hắn đập liên hồi một lúc mới dần hóa dài được sức mạnh đang xâm thực cơ thể hắn đứng vững lại lâm động quệt vết máu nơi khóe môi sâu trong ánh mắt sắc bén lóe lên sát khí rồi hắn rút thân cây lên đôi cánh sau lưng đập mạnh thân hình bỗng vụt biến mất còn ở phía xa vương diêm cũng đã đứng vững lại được tóc hắn bị rũ ra ánh mắt có phần kinh ngạc rõ ràng hắn không thể tưởng được lâm động lại đỡ được chiêu của mình thực lực hai bên cách nhau tận ba tầng cấp niết bàn cảnh a đại hoang vu kinh thật sự mạnh vậy sao nhưng vương diêm cũng không nghĩ sâu hơn vì ngay sau đó thân hình hắn nhanh chóng dịch khỏi vị trí dầm đúng vào lúc ấy thân cây màu đen đem theo kình phong cuồng bạo dáng xuống đúng chỗ hắn vừa đứng một đường rãnh lan nhanh về phía vương diêm những tảng đá được bao phủ bởi nguyên lực bắn như mưa về phía hắn ầm 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 vương diêm ở trên không trung trọng kiếm vung lên kiếm khí sắc bén chém nát hết những hòn đá bay tới khi kiếm khí hắn vừa dừng lại thì thân ảnh quỷ mị đó xuất hiện trước mặt hắn, quyền phong hung hãn tung thẳng ngực Vương Diêm. Thấy công kích liên tiếp không nghỉ của Lâm Động, trong mắt Vương Diêm lóe lên hung quang, lần này hắn không tránh nữa mà tung cước lên. Phong cách chiến đấu của hắn vốn là hung hãn, trước nay hắn chỉ gây áp lực với kẻ khác, không ngờ cũng có lúc bị đối phương dùng cách tương tự ép hắn thối lui. Ầm ầm. Những đòn quyền cước mang sức mạnh hung hãn đánh lên cơ thể đối phương, cả hai cùng hự một tiếng rồi cùng rơi xuống đất loạn choạng lùi về sau. Hai bên giao đấu quyền cước đều không hề có ý phòng thủ, phong cách đánh liều mạng thế này khiến không ít người ra đầu tê dại. Phụt! Lâm động hộc máu, bàn tay hơi run rẩy, ánh mắt lạnh băng nhìn Vương Diêm. Khi hắn đấm lên người Vương Diêm dường như có thứ gì đó hóa giải năng lượng của hắn mất một nửa. Lâm động, người không thắng nổi ta đâu. Vương Diêm quệt máu trên mặt cười nhạt, rồi thân hình hắn khẽ động. Một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt hiện lên biến thành một lớp vật chất như bằng giáp bao phủ lấy toàn thân hắn với thực lực lục nguyên niết bàn mà ngươi có thể đánh với ta thành thế này đúng là không tệ nhưng lục nguyên và cửu nguyên dù sao khoảng cách cũng quá lớn ta đã sơ bộ có nguyên thần đủ để ngưng tụ nguyên thần lực thành nguyên thần giáp công kích của ngươi không phá được nó đâu nguyên thần giáp ánh mắt lâm động ngưng tụ chẳng trách mà hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc thì ra là nguyên thần lực thứ đó ít nhất phải là thất nguyên niết bản mới có thể sinh ra nhưng có rồi cũng chưa chắc đã ngưng tụ được thành nguyên thần người như vương diêm có lẽ cũng chưa đạt được tới mức đó nhưng rõ ràng hắn đã hình thành được nguyên thần giáp lực phòng ngự của nó vô cùng lớn bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ánh mắt lâm động khẽ động bàn chân bỗng dẫm xuống đất thân hình lao vút tới cứng đầu ngoan cố thấy lâm động vẫn xông tới hung quang lóe lên trong mắt vương diêm trọng kiếm đâm ra keng thân cây và trọng kiếm đập manh lên nhau bàn tay lâm động bỗng đẩy mạnh cành lá trên thân cây móc vào thanh kiếm kéo theo nó tuột khỏi tay cả hai người. Xoẹt! Đánh bay được vũ khí trong tay đối phương, lâm động bỗng chốc áp sát vương diêm, trưởng phong hung hãn tung ra. Ứng tiếu tiếu và ứng hoan hoan, nhìn thấy vậy không kìm được kêu lên. Tuy bọn họ biết nhục thể của lâm động rất cứng cáp, nhưng vương diêm hiện giờ có nguyên thần giáp, mất vũ khí lâm động sao có thể phá được. Ngu xuẩn! Vương diêm thấy lâm động áp sát, ánh mắt lạnh băng, hắn có nguyên thần giáp, đòn tấn công bình thường của lâm động căn bản không thể tạo ra tổn thương gì cho hắn ngược lại hắn thì có thể một trường khiến lâm động xuất hiện thương thế Binh! vương diêm tung trường đánh lên ngực lâm động kinh phong cuồng bạo khiến lâm động cảm giác cổ họng bỗng tràn mùi máu tanh nhưng hắn vẫn mặc kệ gương mặt dính đầy máu tươi khiến hắn trở nên vô cùng hung hăng cuối cùng bàn tay hắn cũng rơi lên người vương diêm xoẹt xoẹt vào khoảnh khắc ấy vương diêm bỗng nhìn thấy khóe miệng lâm động nhếch lên thành đường cong quỷ dị rồi nơi bàn tay lâm động một vòng sáng kim sắc to cỡ bàn tay xuất hiện đây là nguyên thần khí và lúc ấy trên gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của vương diêm đã xuất hiện sự kinh hãi xoạt trước ánh mắt kinh hãi của vương diêm lâm động không cho hắn nhiều thời gian để chấn kinh ánh mắt hắn lạnh băng vòng sáng kim sắc trong lòng bàn tay ấn xuống người vương diêm xoạt xoạt xoạt. vòng sáng kim sắc rơi lên lớp giáp bên ngoài cơ thể vương diêm tia lửa lóe lên âm thanh chói tai vang lên điên cuồng xác xác mức độ sắc bén của vòng sáng kim sắc đã đạt đến mức khủng khiếp kim quang bắn ra lớp phòng ngự nguyên thần giáp xuất hiện vô số vết dạn nứt đồng tử vương diêm co nhỏ lại dựa vào nguyên thần giáp này hắn đã chống lại được với ba cường giả cửu nguyên niết bàn toàn lực tấn công nhưng không ngờ lớp phòng ngự này lại bị nứt ra dưới tay lâm động vương diêm sư huynh lần này ngươi thua rồi khi vương diêm còn đang kinh ngạc thì trên gương mặt lâm động hiện lên nụ cười nhạt bùm khi lâm động vừa dứt lời lớp nguyên thần giáp không thể chịu được nữa, bù một tiếng vỡ tan, kim quang thu hết về trong người vương diêm. nguyên thần giáp bị phá tan, vương diêm vội nghiêng người tránh đòn, lưỡi kim quang sắc bén lướt qua ngực hắn cứa thành một vệt máu dài. phương thức chiến đấu của vương diêm vô cùng hung hãn, dù đang né tránh sát chiêu, nhưng hắn vẫn tung trưởng phong về phía lâm động. ầm, nắm đấm vương diêm đấm thẳng lên ngực lâm động, ở đó thanh quang cuồn cuộn, nhưng sức mạnh lớn lao đó vẫn khiến khí huyết trong người lâm động nhộn nhạo. ha ha ha! Đối diện với nắm đấm của Vương Diêm, Lâm Động không hề tránh né, cảm nhận khí huyết trong người đang cuộn trào, hắn cười to, như máu tươi trên mặt khiến người ta có cảm giác lạnh gáy. Lâm Động không thể không thừa nhận sự hung hãn của Vương Diêm, cường giả cùng đẳng cấp cũng bị hắn áp chế, nhưng lần này nó lại không có hiệu quả như hắn tưởng tượng, gã thanh niên trước mắt hắn có khí tức hung sát không hề thua kém hắn. Người hung hãn, hắn còn hung hãn hơn. Vì thế sau tiếp chiêu của Vương Diêm, Lâm Động mượn lực nghiêng người, bàn chân chuyển động một cách quỷ dị, thanh quang ngưng tụ rồi vình to thành long cước. Uỳnh! Thanh quanh bao phủ chiếc long cước, rồi uỳnh một tiếng, xé tan không khí quất lên người vương diêm. Dầm! Âm thanh trầm đục vang lên, mặt đất bị kình phong chấn vỡ, vương diêm bắn ngược ra sau, trên đường bay còn phá tan mười mấy tảng đá khổng lồ. Phụt! Vương diêm khó khăn lấy lại thăng bằng, trước bao ánh mắt kinh hãi, một ngụm máu tươi phụt ra khỏi miệng vương diêm. Xoẹt! Máu tươi phun ra, nguyên lực trong cơ thể vương diêm cũng xuất hiện dấu hiệu trì trệ thế nhưng hắn chưa kịp hồi phục thì đã nghe thấy một âm thanh xé gió vang lên sắc mặt hắn thay đổi không kịp nghĩ gì nhanh chóng lùi về sau ngẩng lên nhìn về phía trước một đạo tàn ảnh như một đầu yêu thú mất đi lý trí đem theo cuồng phong và sức mạnh kinh người lao thẳng đến hắn không có bất cứ chiêu thức nào chỉ là sự công kích thân thể hung hãn đến cực điểm lúc này lâm động đã coi thân thể mình là vũ khí nhìn có vẻ làm bừa nhưng lại có khí phách khiến người ta kinh hãi dầm lâm động lao thẳng vào người vương diêm âm thanh trầm đục vang lên khiến tất cả mọi người phải nín thở ứng hoan hoan ở phía xa lấy tay ôm lấy miệng tuy nàng biết lâm động khi giao đấu rất hung hăng nhưng cảnh tượng này vẫn khiến nàng sợ hãi rõ ràng không chỉ nàng ngay ứng tiếu tiếu thậm chí mấy người trần chân cũng đầy kinh ngạc vào khoảnh khắc hai thân thể đâm vào nhau cả hai bị lực phản chấn đánh bật ra sau thân thể rơi xuống đất vạch thành một đường sâu dài đến mấy trăm thước rồi mới dần dừng lại Khí tức hung hãn lúc này đã yếu ớt dị thường. Cả hai đều bị trọng thương. Nhìn hai thân ảnh đang gắng gượng bò dậy, không khí xung quanh lặng như tờ, nhìn đống máu tươi đầy mặt đất mà không khỏi run rẩy. Trận chiến này thực sự quá ác liệt. Vương Diêm gắng gượng mãi nhưng vẫn không đứng lên được, hắn nhìn trời, máu tươi dính đầy người, miệng thở gấp gáp đầy mùi máu, mắt nhìn về phía xa, nơi có một thân ảnh cũng đang muốn đứng dậy, nhưng rõ ràng sức lực cũng đã hết, mãi cũng không đứng dậy nổi lưỡng bại câu thương, ngươi cũng không thắng được ta. Vương Diêm lẩm bẩm. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, thân ảnh phía xa kia đã loạn choạng đứng dậy, máu tươi chảy ra từ cơ thể nhuộm đỏ cả mặt đất. Lâm động quệt máu trên mặt, những cơn đau khiến hắn nhìn không được rõ ràng, nhưng hắn vẫn gắng gượng để không ngã, rồi trước vô số ánh mắt chấn động, hắn quay người loạn choạng tiến lại chỗ Vương Diêm. Ứng hoan hoan nhìn gã nam tử cả người đầy máu nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười từng bước bước đi, đôi mắt không kìm được đỏ ao nàng cắn môi định chạy lại nhưng bị ứng tiếu tiếu giữ lại đừng để hắn tốn công vô ích bằng không như thế vương diêm sư sẽ không nhận thua đâu ứng tiếu tiếu khẽ nói ứng hoan hoan cắn môi bàn tay nắm chặt cuối cùng mắt đỏ lên vùi đầu vào vai ứng tiếu tiếu không dám nhìn lâm động nữa nàng có thể biết những gì vương diêm trải qua trong mấy năm nay đã tôi luyện cho vương diêm sự hung hãn đáng sợ ấy nhưng giờ lại bị áp chế trước mặt lâm động có thể thấy những gì lâm động phải trải qua có lẽ còn khủng khiếp hơn vương diêm rất nhiều lúc đó một gã thiếu niên không có chút bối cảnh nào cô độc đối diện với kẻ địch từ khắp nơi cuối cùng lê thân xác mệt mỏi đầy máu bước ra khỏi huyết lộ nghĩ đến cảnh tượng đó ứng hoan hoan lại có cảm giác cay cay nơi mũi có ai biết được gã thanh niên luôn cười ngây ngô kia đã phải gánh vác nhiều thứ nặng nề thế nào ứng tiếu tiếu khẽ vuốt tóc ứng hoan hoan thở dài nói hắn đúng là liều mạng thật trước vô số ánh mắt nhìn không chớp lấy một cái lâm động nhặt thân cây lên kéo nó đến trước mặt vương diêm lâm động chĩa thẳng những cành cây sắc nhọn trước mặt vương diêm gương mặt nở nụ cười sán lạn nhưng vô cùng lạnh lẽo vương diêm sư huynh người thua rồi vương diêm dựa người vào một tảng đá mắt trừng trừng nhìn gã thanh niên trước mặt lâm động đang cười nhưng ánh mắt thì tỏa hàn ý lạnh thấu xương mãi lúc sau ánh mắt vương diêm tối sầm lại ngả đầu vào đá thở rồi nói lần này cuối cùng đạo tông cũng có được một kẻ xuất sắc lâm động cười nhưng thân cây trước mặt vương diêm vẫn không có dấu hiệu thu về ta thua rồi vương diêm quệt vết máu nơi khóe miệng hai mắt chầm chậm nhắm lại cuối cùng thốt ra một câu khiến tất cả mọi người thở phào vương diêm nhận thua rồi trên đỉnh núi đổ nát một làn gió thổi qua cuốn đi đá vụn và lá khô tất cả mọi người đều sững sờ nhìn vương diêm đang nhắm mắt tựa vào tảng đá lát sau ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp vương diêm thua rồi hắn đánh bại được cả ứng tiếu tiếu người ưu tú nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi vậy mà lại thua trong tay đệ tử mới vào đạo tông chưa được một năm kết cục này rõ ràng chẳng có ai ngờ tới hắn thật xuất sắc rất nhiều đệ tử nhìn nhau đều nhận ra bên trong sự kinh hoàng trong mắt đối phương là sự khâm phục tận đáy lòng còn đệ tử hoang điện sau khi bị chấn kinh sắc mặt đều hiện lên sự kích động và tự hào bọn họ biết rằng sau trận đấu này địa vị của hoang điện trong đạo tông chắc chắn được nâng cao sẽ không còn ai dám thốt lên những lời lẽ coi thường bọn họ nữa kẻ nào dám nói hoang điện vẫn xếp hạng bét Điện thí lần này, Lâm Động đã trở thành người nổi bật nhất rồi. Tỷ tỷ, hắn thắng thật rồi. Khi nghe thấy câu nói của Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan không kìm được nắm chặt tay lại, đôi mắt to được phủ đầy sự mừng rỡ, như chút được gánh nặng. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, trên gương mặt lãnh đạm nở một nụ cười, tuy như vậy Lâm Động sẽ giành được quyền chỉ huy các đệ tử, nhưng như thế vẫn tốt hơn Vương Diêm. Lâm Động thật sự là ẩn giấu rất nhiều chiêu thức, khiến người ta phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác ứng tiếu tiếu nhìn thân cây cắm ngược trên đất thân ảnh trẻ tuổi ép vương diêm phải nhận thua mắt khẽ chớp nói tỷ tỷ cũng rất mạnh mà nếu không phải tỷ mềm lòng thì chưa chắc vương diêm sư huynh đã thắng được tỷ ứng hoan hoan ôm tay ứng tiếu tiếu cười nói chiến thắng của lâm động rõ ràng đã khiến nàng chút được tảng đá trong lòng gương mặt xinh đẹp kia đã lấy lại được sức sống ứng tiếu tiếu lắc đầu không nói gì thêm nếu tính ra thực lực của nàng đúng là không thua kém vương diêm và lâm động nhưng nàng thiếu mất sự quyết đoán sát phạt mà hai người kia có thứ đó chỉ có được khi trải qua những trận huyết chiến sau khi kinh ngạc mấy người trần chân cũng nhanh chóng sực tình lúc này dù là người điềm tĩnh như bọn họ cũng không kìm được mà nở nụ cười nhẹ nhõm thật khiến người ta bất ngờ trần chân cười cười nhìn về phía ứng huyền tử đang ngồi ở trung tâm vẻ mặt của ứng huyền tử vẫn bình tĩnh như mặt hồ thu chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ý cười trong mắt ông rõ ràng vị trưởng giáo đạo tông rất hài lòng về kết quả này tuyên bố kết quả đi nghe ứng huyền tử nói vậy trần chân gật đầu đứng dậy nhìn xung quanh rồi giọng nói hùng hồ vang lên người chiến thắng cuối cùng điện thí lần này là lâm động của hoang điện là quán quân của điện thí lâm động cũng có được quyền chỉ huy các đệ tử đạo tông trong cuộc so tài tông phái giọng nói hùng hồn của trần chân vang vọng khắp đỉnh núi khi vừa dứt lời cả đỉnh núi bùng nổ tiếng hoan hô mọi ánh mắt đều đầy vẻ kính nể trận đấu này của lâm động không nghi ngờ gì nữa đã khiến danh tiếng của hắn lên cao đến đỉnh điểm Phù. Lâm Động cũng thở ra một hơi dài, thu lại thân cây trong tay rồi ngẩng lên cười nói. "Trần chân sư thúc, việc chỉ huy xin hãy giao cho Tiếu Tiếu sư tỷ, ta không giỏi việc này." Tuy dẫn đầu đệ tử đạo tông tham gia cuộc thi đấu kia vô cùng uy phong, nhưng Lâm Động trước nay quen một mình rồi, hắn thật sự chẳng hiểu gì chuyện chỉ huy dẫn dắt, hắn không muốn vì mình mà mọi người chịu thất bại. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì khựng người, Ứng Hoan Hoan thì cười. "Hắn cũng biết điều đấy." Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt, vừa rồi ai còn lo lắng đến chết đi sống lại giờ lại cứng miệng vậy ứng hoan hoan đỏ mặt vội rụt cổ ngựa ngùng không nói gì nữa trần chân cũng khựng lại vì lời nói của lâm động rồi quay sang nhìn ứng huyền tử ứng huyền tử hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu nếu nói về ứng cử viên thì đúng là ứng tiếu tiếu thích hợp làm chỉ huy nhất tuy lâm động tính tình cẩn thận nhưng tiền đề chưa đủ mà trong cuộc thi đấu thì mọi việc đều có thể xảy ra khi có chuyện gì đột ngột xảy ra chưa biết chừng hắn sẽ mất kiểm chế nếu ngươi đã đề nghị như vậy, thì ta cũng đồng ý chuyển quyền chỉ huy cho Tiêu Tiếu. Ngoài ra, theo quy định người chiến thắng điện thí sẽ có phần thưởng, ngươi cứ nghỉ ngơi một hai ngày, khi nào hồi phục hẳn thì đến chỗ trưởng giáo. Trần Trân thấy vậy, ngoảnh lại cười với Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Lâm Động không hề vì có công mà kiêu ngạo, ngược lại còn chủ động chuyển quyền cho ứng Tiêu Tiếu. Hành động này cũng khiến ứng Nguyên Tử đánh giá hắn cao hơn một bậc. Còn có phần thưởng sao? Lâm Động nhướng mày, hắn cũng rất hứng thú với cái này chắc với thân phận trưởng giáo của ứng huyền tử phần thưởng sẽ rất lớn à lúc này sắc mặt vương diêm lạnh lùng loạng choạng đứng dậy hắn không nói gì nhặt thanh trọng kiếm lên rồi quay người bỏ đi bóng dáng cô đơn khiến người ta phải chua sót ứng tiếu tiếu và ứng hoan hoan nhìn theo bóng lưng đó nụ cười bất giác biến mất bất luận nói thế nào thì bọn họ cũng rất có cảm tình với người đã chăm sóc bọn họ như một người đại ca này vương diêm sư huynh lâm động bỗng nhiên lên tiếng người đã thắng rồi còn muốn nói gì nữa vương diêm dừng lại nhưng không quay đầu chỉ lạnh lùng nói ta nhìn bọn nguyên môn kia cũng rất chướng mắt nếu có cơ hội thì chưa biết chừng chúng ta có thể hợp tác trong cuộc so tài tông phái không biết vương diêm sư huynh có đồng ý không lâm động mỉm cười nói hắn biết cuộc so tài tông phái này vô cùng nguy hiểm mà đạo tông bọn họ chắc chắn phải giao chiến với nguyên môn đến lúc đó vương diêm sẽ là một trợ lực không nhỏ đạo tông cũng rất cần một đệ tử lợi hại như thế vương diêm giữ người chầm chậm quay đầu lại nhìn lâm động mãi lâu sau gương mặt ban nãy ác chiến với lâm động đến lưỡng bại câu thương cũng không một chút động dung dường như muốn nở nụ cười nhưng cuối cùng nụ cười ấy không xuất hiện hắn chỉ khẽ gật đầu với lâm động đến lúc đó ngươi bảo giết ai thì giết kẻ đó ngoài ra ngươi làm tốt lắm đúng là tiếu tiếu là sự lựa chọn tốt nhất chỉ là ta không rộng lượng như ngươi giọng nói thâm trầm của vương diêm vang lên rồi hắn quay người đi luôn lâm động cũng không kìm được nở nụ cười tuy vương diêm đơn độc cố chấp nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi đáng ghét như hắn nghĩ. Sau khi Vương Diêm rời đi, Lâm Động vươn vai, sau khi tâm trạng thả lòng, sự mệt mỏi bị hắn cố kìm nén bỗng trào dâng như sóng chiều, cảm giác chẳng còn sức lực khiến hắn nhấc tay lên cũng khó khăn. Lâm Động cười khổ, trận đại chiến lần này nói về mức kịch liệt, có lẽ hơn hàn trận với Diêu Linh, nhưng may mà thực lực Lâm Động đã được tăng lên không ít, vì thế không đến mức hôn mê cả nửa tháng như lần trọng thương trước. Cuối cùng cũng kết thúc rồi tuy thân thể mệt mỏi nhưng trên gương mặt hắn là nụ cười nhẹ nhõm thở phào một cái ngẩng lên nhìn vùng chân trời ở đó dường như có tầng mây đen đang chậm chậm xâm thực tới nguyên môn ta muốn xem xem các ngươi bá đạo đến mức nào khoái miệng lâm động nhếch lên nụ cười lạnh lùng như lưỡi đao hắn cũng rất trông chờ ngày đó kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người